Quý vị đã đến với câu chuyện tối nay của Chào Buổi Tối. Hẳn là quý vị đã không còn xa lạ với những địa danh như là Lóng Luông ở tỉnh Sơn La hay là Hang Kia, Bà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Bởi ba địa bàn này tạo thành vùng lõm và được mệnh danh là chảo lửa về ma túy Tây Bắc trong một thời gian rất dài. Vài năm trở lại đây thì với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, sức nóng của vấn nạn ma túy tại đây phần nào đã được làm dịu bớt. Nhưng không phải ai cũng biết về những bí mật từng xảy ra ở vùng đất tứ huyệt của ma túy, Hang Kia, Bà Cò, hay những cuộc chiến đẫm máu và nước mắt cùng với sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ cảnh sát. Và đây cũng là điều mà chúng tôi muốn cùng quý vị lắng nghe trong chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay, ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Những câu chuyện sẽ được kể lại từ chính sự trải nghiệm, điều tra và đấu tranh không mệt mỏi của Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời mời tham dự chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi trong một ngày hết sức ý nghĩa như là ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời Thiếu tướng cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy nhìn lại một vài nét về Hang Kia, Bà Cò, nơi từng được mệnh danh là chảo lửa ma túy ở vùng Tây Bắc. Từ trung tâm huyện Mai Châu, Hòa Bình, vượt qua chặng đường đèo dốc quanh co hiểm trở hơn 40 km là đến xã Bà Cò, thêm 6 cây nữa mới tới xã Hang Kia. Địa thế hiểm trở, núi rừng trùng điệp đã tạo nên thành lũy cộng với con đường giao thông độc đạo, biến Hang Kia, Bà Cò trở thành một lô cốt vững chắc, được ví như thung lũng ma túy của Hòa Bình và điểm nóng về tệ nạn ma túy vùng Tây Bắc. Những năm 90 của thế kỷ trước, hai xã Hang Kia, Bà Cò từng được mệnh danh là thủ phủ của cây thuốc phiện với diện tích gieo trồng hàng năm của hai xã vào khoảng 500 hectare, sản lượng ước đạt 2 tấn một năm. Khi cây thuốc phiện bị phá bỏ, một số đối tượng chuyển sang buôn bán vận chuyển trái phép ma túy. Đây là vùng lòng chảo có địa hình hiểm trở nhưng giao thông lại rất thuận tiện với Lóng Luông, Sơn La, là địa bàn giáp với Lào. Ma túy được vận chuyển bằng đường bộ từ Lào về Việt Nam, sau đó từ Lóng Luông hoặc Hang Kia, hàng sẽ được chia nhỏ mang về miền xuôi tiêu thụ. Vâng, thưa Thiếu tướng Vương, được biết là ông đã nghỉ công tác được 5 năm. Vậy thì vào thời điểm này khi mà nghe lại tên những địa danh như là Hang Kia, Bà Cò thì cảm xúc trong ông bây giờ như thế nào? Trong thời gian tôi chỉ đạo công tác phòng chống ma túy thì đúng là tôi đã có nhiều lần đã đến cả công khai cũng như bí mật đến hai cái địa danh này và cũng đã chỉ huy nhiều cái vụ mà trực tiếp trên địa bàn này. Thế bây giờ tình hình thì đúng là hai cái xã này nó có chuyển biến nhiều. Thế nhưng mà tôi vẫn cảm nhớ lại, bồi hồi nhớ lại cách đây chỉ hơn chục năm thôi, nhưng mà đúng là nơi đây là một cái tụ điểm mà phức tạp nhất trên tuyến Tây Bắc về buôn bán, vận chuyển, tập kết và trung chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam, qua đó và được vào đi các tỉnh. Vâng. Và tôi cũng rất là bồi hồi xúc động, cảm thấy rằng là cái cuộc chiến đấu ở đây là phải nói rằng đúng là kiên trì, lâu dài, gian khổ và đầy hy sinh cả mồ hôi, nước mắt và máu. Và rất trân trọng những cái gì mà những chiến sĩ cả công khai và bí mật trong lực lượng cảnh sát đã chiến đấu để giữ lại cái bình yên cho hai cái địa danh này. Vâng, rất nhiều cảm xúc ùa về khi mà nghe tên hai địa danh này, đúng không ạ? Trong đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng tôi có nhắc điểm lại một vài nét về Hang Kia, Bà Cò, nhưng mà tôi chắc chắn rằng đó cũng chưa thể là những nét phác họa đầy đủ được. Vậy thì Thiếu tướng Vương có thể chia sẻ là tại vì sao mà những bản làng bình yên như vậy lại có thể trở thành một chảo lửa ma túy? Hang Kia và Bà Cò là một cái địa danh, nó có một cái đặc thù riêng, lấy địa hai cái xã mà vùng cao nhất của huyện Mai Châu và cũng là hai xã mà hầu như đại đa số là cái người Mông, và nơi đây là có một cái truyền thống là trồng cây thuốc phiện rồi. Thế và sau khi chúng ta đã xóa bỏ, vận động nhân dân xóa bỏ thì cái ma túy ở từ Lào vào hai cái xã này và từ đây là nơi tập kết và trung chuyển đi các nơi. Thế nhưng mà tại sao thì nó lại là một cái thánh địa? Bởi vì nơi đây nó có một cái vị trí, tức là những cái đối tượng mà trước đây đã quen cái nghề buôn bán thuốc phiện rồi, thì bây giờ khi thuốc phiện không còn nữa thì bắt đầu chuyển sang là buôn bán heroin từ bên Lào về. Thế và những cái đối tượng này thì, và cái địa danh này là đây nó rất thuận lợi cho hoạt động của tội phạm ma túy. Chỉ trong vòng chưa đầy một đêm là có thể đã từ Lào vận chuyển về tới Hang Kia, Bà Cò. Và nơi đây có địa hình rất phức tạp. Mà khi chúng ta mà phức tạp ở cái chỗ và rất thuận lợi cho cái hoạt động của tội phạm ma túy, tức là cái địa hình của nó, tức là nơi đó để như thế là lẩn trốn cũng dễ, cất giấu cũng dễ, và chống trả lại khi bị phát hiện cũng rất
rất thuận lợi cho bọn tội phạm. Vì vậy cho nên nơi đây là một cái chúng tôi đánh giá đây như là một cái rốn của ma túy của tuyến Tây Bắc, là nơi tập kết và nơi trung chuyển. Chứ như thế là rất thuận lợi cho hoạt động của tội phạm với ma túy, cả vấn đề vận chuyển từ Lào về cũng như là từ hang kia và Cò Mai Châu về tới Hà Nội và các cái tỉnh miền xuôi. Vâng, vậy thì trong thời gian mà Thiếu tướng Vương công tác ở tại đây thì Thiếu tướng Vương có thể nhận định là những đối tượng mà vận chuyển buôn bán ma túy có những thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh đến như thế nào? Chúng tôi cũng có thể nói là so sánh với lại các cái đối tượng ở các cái nơi khác, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là các cái đối tượng mà ở hang kia và Cò buôn bán ma túy phải nói là cái thủ đoạn rất là tinh vi và xảo quyệt và liều lĩnh. Cái tinh vi ở cái chỗ là chúng cất giấu ma túy bằng rất cái thủ đoạn rất xảo quyệt. Ví dụ như bằng là đi ô tô thì sử dụng cái ô tô là bình xăng hai đáy, sàn xe hai lớp, rồi đưa vào trong các cái ghế ngồi, rồi thì các cái cánh cửa phải nói là, hoặc là chúng ngay những cái vật dụng mà thông thường chúng có thể đánh lạc hướng cái cơ quan điều tra. Ví dụ như là dùng như thế là bình ga để cưa đi, rồi sau đó đưa ma túy vào hàn lại sơn thì như bình thường. Rồi thì những cái can nhựa bình thường thì chúng như thế là khoét ở dưới đáy, sau đó thì đưa ma túy vào. Đấy thì có những vụ mà chúng tôi đã khám phá như thế là nó xách ba cái can nhựa thì cứ tưởng là như thế là xách nước, nhưng thực tế là xăng hoặc nước, nhưng thực tế trong đó là ma túy. Thế rồi thì trong cái vận chuyển mà thủ đoạn của chúng nó thì là chúng nó tạo một cái đường dây khép kín. Ví dụ như là cái đối tượng người Mông thì họ chỉ tuyển dụng, đối tượng cầm đầu chỉ tuyển dụng là những người Mông và tuyển dụng trong anh em họ hàng, để như thế là tạo một cái đường dây khép kín. Thế và khi chúng đã tổ chức cái hoạt động này thì như thế là chúng là trực tiếp là giao dịch với đối tượng ở miền xuôi, rồi trực tiếp sang Lào giao dịch để như thế là chúng lấy ma túy. Và cái liều lĩnh ở đây thì hầu hết là chúng đều sử dụng là những vũ khí nóng, ví dụ như là AK, lựu đạn, rồi thì súng kíp, súng bắn tỉa tự chế, tức là đạn hoa cải đấy, nhưng gây thương vong là rất quyết liệt. Và trong quá trình mà khi bị bắt giữ thì chúng có rất liều lĩnh, như thế là chúng có thể là sử dụng xe ô tô, xe máy lao thẳng vào đội hình. Ví dụ như cái vụ mà Trung úy là Đỗ Mạnh Linh chẳng hạn, năm 2010 là như thế, chúng lao thẳng vào đội hình bắt giữ. Đấy, như thế, tức là cái liều lĩnh và cái tinh vi rất là xảo quyệt. Thế và thậm chí là chúng có thể là giết cả người thân trong họ hàng, thậm chí như là cái vụ Vàng A Khua là chúng có thể tiêu diệt, chúng giết luôn cả quan. Thì đấy là đó, cái phải nói là cái thủ đoạn của các đối tượng ở đây rất là tinh vi và xảo quyệt. Vâng, có không ít những lời đồn đoán về thủ lĩnh của chảo lửa ma túy ở tại đây. Vậy thì Thiếu tướng Vương có thể bật mí rõ thêm về thông tin này được không ạ? Thì đúng là cái chảo lửa ở đây đúng là thực sự chảo lửa. Trong vòng hơn 10 năm thôi thì các cái lực lượng của cục chúng tôi cũng như là của công an Hòa Bình thì với cái dân số chỉ có 700 hộ thôi, thế nhưng mà chúng tôi đã bắt giữ trên 300 đối tượng. Như thế là có thể có những nhà thì có thể là 1-2 đối tượng, nhưng mà thấy cái tỷ lệ đối tượng trên cái số hộ đó thì thấy được là thì rất phức tạp. Thế và trong hơn 300 đối tượng chúng tôi bắt thì đã có tới là hơn 40 đối tượng thuộc diện án tử hình, hiện là diện án tử hình, phải nói như thế. Thế và trong các cái vụ án thì chúng tôi thấy rằng là có những cái đối tượng phải nói rằng là cực kỳ là phải nói rằng là hoạt động rất táo bạo, liều lĩnh và tinh vi xảo quyệt. Tôi điển hình như là cái vụ là Kha A Giàng, sinh năm 1964, đối tượng này tại xã Hàng Kia có 5 người con và một vợ. Thế nhưng mà trước đây thì trước những năm 97 thì Giàng là đi tiến hành là buôn bán thuốc viện, sau đó thì buôn bán heroin. Thế và trực tiếp là cái Kha A Giàng này là cầm đầu các cái đường dây buôn bán. Qua rất nhiều cái vụ chúng tôi đấu tranh thì đều là khai thác là nguồn ma túy do Kha A Giàng là cung cấp. Và cái việc mà Kha A Giàng đi là như thế, đi con thoi sang Lào trực tiếp giao dịch, nhưng mà sau đó thì giao cho các đàn em là họ hàng để vận chuyển, chứ Kha A Giàng không bao giờ là vận chuyển cả. Thế và vâng, sau đó thì thấy, vâng, như vậy là với những cái đối tượng liều lĩnh như vậy, thủ đoạn thì tinh vi như vậy, thì lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thì phải đấu tranh hết sức là gian nan và rất là khó khăn, gian khổ. Và ông nói rằng là đã hy sinh không chỉ mồ hôi nước mắt mà là cả máu nữa. Vậy thì trong suốt những năm mà ông đã chỉ huy những cái hoạt động phòng chống ma túy như vậy, thì cái trận chiến nào theo ông cảm thấy nhớ nhất, khó quên nhất, và trong đó có cái sự hy sinh nhiều nhất của các chiến sĩ của mình ạ? Trong số những cái vụ mà đấu tranh thì tôi còn nhớ nhất là cái vụ vào ngày 5 tháng 2 năm 2010.
tức là ngày 22 Tết của cái năm 2009 ấy, thì trong khi mà tổ chức là truy bắt vàng là đối tượng tại hang kia, đây là một đối tượng mà có lẽ là cũng là một trong những cái thủ lĩnh hoạt động rất nhiều năm tại hang kia, và chúng phải nói là tổ chức nhiều cái chuyến buôn bán vận chuyển nhưng mà chúng ta chưa có điều kiện. Và trong một cái vụ án khác thì Vàng A Khua đã bị truy nã đặc biệt vì và tội kết tội là bị án tử hình. Thì nhưng mà trong quá trình mà Khua trốn ấy, nhưng mà Khua vẫn tổ chức cái đường dây buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy từ Lào vào về nhà. Thế và thậm chí thì trong quá trình trốn sang Lào và tổ chức các cái đường dây buôn bán, nhưng mà Khua vẫn như thế là bí mật về nhà và đào hầm ở trong nhà và tổ chức là lắp kính phản quang, rồi thì dùng các cái hàng rào để mà ngăn chặn các cái lựu đạn cay khi chúng ta bắn loạt như thế. Đấy, thì chuyển hóa là rất, và khi chúng ta tổ chức là tiến hành vây bắt, gọi Khua không đầu hàng, nhưng mà Khua đã cố thủ ở trong nhà. Thế và Khua đã giữ cái con trai, và cái con trai là đang là giáo viên, giữ đấy làm con tin. Và sau nhiều lần chúng ta thuyết phục thì Giang A Khua đã giả vờ là thả con đứa con trai ra. Và khi chúng ta tiếp cận với con trai hắn thì lúc đó hắn đã từ dưới hầm ngầm vào trong nhà và lên để mà dùng súng AK để bắn xối xả vào cái lực lượng truy bắt. Vâng, có thể thấy là lực lượng của chúng ta đã có những sự hy sinh và những nỗ lực rất là lớn để có thể đem lại bình yên cho vùng đất Mai Châu. Tuy nhiên là cuộc chiến chống ma túy thì chưa bao giờ có thể gọi là tạm có hồi kết, mà bao giờ cũng luôn luôn cần phải sự cố gắng nỗ lực hơn nữa của những chiến sĩ công an thầm lặng ngày đêm. Thưa quý vị, ma túy khiến biết bao nhiêu mái nhà ở nhiều vùng quê bản làng siêu vẹo, và ma túy cũng cướp đi hạnh phúc của không biết bao nhiêu tổ ấm, bao nhiêu sinh mạng con người, trong đó có cả những cảnh sát ở tuổi đôi mươi hoặc là vừa mới lập gia đình. Và ngày hôm nay 26 tháng 6 xin được chúc cho các anh, những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy, sẽ có thêm sự vững vàng, sự kiên định, thêm nhiều sức khỏe để có thể chiến đấu để bảo vệ bình yên trên cái mặt trận mà chưa bao giờ thôi khốc liệt này.